Thưa quý vị và các bạn, chiều nay ngày 17 tháng 8, Ủy ban Nhân dân tỉnh và Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ Thông tin Việt Nam đã có buổi tiếp xã giao và tọa đàm phát triển doanh nghiệp công nghệ số tỉnh Thừa Thiên Huế. Dự và chủ trì buổi tiếp xã giao và tọa đàm có Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình và Chủ tịch Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ Thông tin Việt Nam Nguyễn Văn Khoa. Phát biểu tại buổi tiếp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phương cho biết, tỉnh đã xác định phát triển nhanh và bền vững theo hướng tăng trưởng xanh và chuyển đổi số là chiến lược phát triển xuyên suốt. Theo đó, tỉnh ủy ban hành nghị quyết về chuyển đổi số tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 với mục tiêu đề ra tới năm 2025, 100% các tiêu chí về hoàn thiện chính quyền số được triển khai hoàn thiện, kinh tế số chiếm từ 15 đến 20% tổng sản phẩm GDP, giữ vững vị trí nhóm 10 địa phương dẫn đầu cả nước về chỉ số cải cách hành chính, chỉ số sẵn sàng phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin, chỉ số chuyển đổi số. Để thực hiện thành công những mục tiêu đó và sớm trở thành thành phố trực thuộc trung ương theo nghị quyết số 54 của Bộ Chính trị, tỉnh rất cần sự hỗ trợ của các bộ, ban ngành trung ương, các doanh nghiệp, tập đoàn công nghệ lớn có những tham vấn, định hướng cho tỉnh trong chiến lược chuyển đổi số thời gian tới, cũng như hoàn thiện các chính sách nhằm kêu gọi, thu hút các tập đoàn, doanh nghiệp, nhà đầu tư về công nghệ thông tin, triển khai các hoạt động đầu tư trên địa bàn. Tại buổi tọa đàm, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Nguyễn Xuân Sơn đã thông tin về ngành công nghiệp, công nghệ thông tin và chuyển đổi số tại Huế, chính sách thu hút đầu tư doanh nghiệp công nghệ số. Hiện Thừa Thiên Huế đang có những thành tựu về chính quyền số và xã hội số. Điển hình như xếp hạng của Thừa Thiên Huế ngày càng được cải thiện và luôn nằm trong top đầu về các chỉ số xếp hạng cấp tỉnh và mô hình dịch vụ đô thị thông minh đang được đánh giá cao. Mặc dù vậy, việc chuyển đổi số tại Thừa Thiên Huế vẫn còn những hạn chế, đặc biệt là lĩnh vực kinh tế số. Đánh giá về quá trình chuyển đổi số của tỉnh, Chủ tịch Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ Thông tin Việt Nam Vinasa Nguyễn Văn Khoa cho rằng tỉnh đang có khát vọng ứng dụng công nghệ để mang lại giá trị, lợi ích cho người dân. Dưới sự lãnh chỉ đạo của tỉnh, quá trình chuyển đổi số từng bước có những thành tựu đáng ghi nhận. Vinasa cam kết đồng hành với tỉnh trong quá trình chuyển đổi số để tham vấn các kế hoạch chuyển đổi số cho tỉnh. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình ghi nhận những ý kiến đóng góp xác đáng, chân tình của các chuyên gia với mục tiêu tham vấn cho tỉnh về chuyển đổi số. Đồng thời cho biết, với mô hình phát triển của địa phương, chuyển đổi số sẽ là hạt nhân để xây dựng phát triển. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình thông tin thêm, để chuyển đổi số trở thành động lực phát triển, thời gian tới tỉnh sẽ có những giải pháp cụ thể cho từng lĩnh vực. Tỉnh cũng sẽ ra soát lại các công đoàn trong quá trình chuyển đổi số để tạo nên sự thống nhất cao trong quản lý, điều hành và thực hiện.